thì hút đậu bò ra, nhưng mà uống viên gút tâm bình ổn luôn. Ôi thế à? Nói cho tôi nghe xem nào, thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên gút tâm bình nhá, được làm từ thảo dược, vừa giảm được axit uric, vừa giảm sưng đau mà lại không có tác dụng phụ. Ôi nhờ nó mà bây giờ tôi mới tỉnh thế này. Tốt quá, thế thì tôi phải uống ngay viên gút tâm bình mới được. Cảm ơn ông nhá. Tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ơi, mời vào nhà, mời vào nhà. Nào, ngồi chơi đi, ở đi. Thôi. Sao thế? Bộ ghế nhà anh không có miếng lót êm à, anh bị trĩ đúng không? Tôi cũng từng bị, nên hiểu lắm. Ui thật à, tôi bị trĩ lâu nay, cứ đi ngoài là chảy máu, đau rát khó chịu lắm, đứng ngồi không yên. Mà vợ tôi vừa sinh đứa thứ hai xong cũng bị anh. Trĩ thường gặp nhất là cánh đàn. Quân viên cứ sau sinh ấy, lại càng dễ bị. Nhưng yên tâm, cứ tốt trĩ của Trafaco mà dùng, chỉ từ 7 đến 10 ngày là êm ngay. Tốt trĩ chập. Thế hả anh? Tất nhiên, tốt trĩ Trafaco là thuốc điều trị trĩ đặt kỷ lục được nhiều người dùng nhất Việt Nam mà này. Tốt trĩ Trafaco có tác dụng giảm đau rát, chống chảy máu và co mũi trĩ. Vậy thì tôi sẽ mua tốt trĩ Trafaco để tôi và vợ dùng luôn. Tốt trĩ Trafaco, tốt cho người bệnh trĩ. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Không dùng cho phụ nữ có thai, người cao huyết áp. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới các bác một bộ mini của Alpha. Cái mẫu này nó khá là quen thuộc, bởi vì cách đây khoảng một thời gian ngắn thì em đã từng cho lên một bộ với một cái gam màu, đó là màu xanh. Và hôm nay thì là một bộ nó có cái gam màu em tạm gọi là màu hường đi. Vâng, đây chính là Alpha MD210. Ở một trong những cái bộ mini với cái mức giá thành rất rẻ, nhưng những thứ mà chúng ta nhận lại nó vô cùng xứng đáng. Ở đoạn đầu video thì các bác đã thấy em test khoản radio FM 108. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với những phần đoạn test tiếp theo. Xin lưu ý video sẽ khá là dài, bởi vì em cũng muốn làm những cái thao tác demo. Thứ nhất là ghi và xóa đĩa MD. Thứ hai là ghi thử một đoạn vào băng tape cassette coi sao. Những cái thao tác này chủ yếu là để cho bác khách nào đấy khi mua cái bộ Alpha MD210 biết được khả năng thiết bị của mình nó đến đâu, và từ đó sử dụng cái phương pháp nội suy để mà biết được rằng là giá trị cái thứ tiền mà mình bỏ ra nó có xứng đáng hay là không. Trước tiên thì em cũng xin nói sơ qua về cấu hình và tính năng của cái bộ này, cho dù trước đây em cũng nói bã cả bọt mép ra rồi. Các bác thông cảm, bởi vì em mới ốm dậy, cái lưỡi của em nó hơi cứng, do vậy là khi nói ở trên video sẽ có những câu nó bị dính, có những từ nó không được rõ, mong các bác hết sức thứ lỗi. Bộ Alpha MD210 là một cái bộ mini, theo em nghĩ về tính năng tương đối là đầy đủ. Nó sử dụng một cái cặp loa toàn giải với kích cỡ là 10cm, màng giấy, gân lụa, e căng không cho phép tháo ra. Về tính năng của thuất giàn thì nó bao gồm băng tape cassette, đĩa MD, đĩa CD, radio FM 108 và đường line in out để kết nối với các thiết bị ngoại vi, ví dụ như kết nối với điện thoại hoặc là cây máy tính chẳng hạn. Và trên cái thiết bị này có hai tính năng mà em bao chạy tốt, đó là radio FM 108 và đường line in out x. Những tính năng khác em chỉ test demo, không bao chạy. Kể cả nó chạy, em cũng bảo là nó hỏng rồi để tránh những khiếu nại không đáng có. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với phân đoạn test đầu tiên trên sản phẩm này, đó là đĩa MD. Và cũng để tỏ cái tấm lòng thơm thảo của một thằng chủ shop thì em cũng nghiến răng em tặng cái đĩa MD này
cho bác khách nào đấy khi mà ôm cái bộ Aiva MD210. Đây là một cái đĩa Marcel 74 phút. Và cái đoạn nhạc các bác đang chuẩn bị nghe đây do chính bộ Aiva nó ghi ra từ đường Line Logic. Tất nhiên sản phẩm mà em bán ra sẽ bao gồm cả remote. Đây là một cái điểm khác biệt giữa shop em với những shop khác. Ở để play thì chúng ta cứ đúng biểu tượng play mà dạy là hát. Anh em chúng ta cũng đã trải qua phần đoạn test đầu tiên. À mà là thứ hai, bởi vì đoạn đầu là radio rồi. Bây giờ chúng ta đến với phần đoạn test thứ ba, đó là đĩa CD. Để chuyển về đĩa CD thì chúng ta ấn vào cái nút OK nằm giữa ở trên cái remote này. Ấn bao giờ nó ra chữ không phải. Em xin lỗi, ấn vào cái nút YouTube TV ở đây. Bao giờ nó hiện cái biểu tượng CD và đang báo tốc reading, đang tìm đĩa. Vâng, đang tìm đĩa. Đã tìm thấy 10 bài, tổng độ dài 44 phút 27 giây. Sau khi tìm được xong thì chúng ta cứ cái biểu tượng play ở trên remote mà bấm là hát. Người đàn ông em yêu thương, người đàn ông em trao trọn con tim. Yêu anh em đâu suy tính hơn, thiệt hơn dù cho em là cô gái nghèo. Từng đêm thâu đêm bên anh trọn cuộc vui, nhưng em nào muốn. Như vậy là đĩa CD đã chạy. Và chúng ta sẽ đến với phần đoạn test tiếp theo. Đó là băng tape cassette. Như các bác đã biết, tất cả những cái sản phẩm hàng bãi nguyên zin khi mà về tới Việt Nam, ví dụ như cái bộ Aiva MD210 này, thì dịch của loa bên phần cassette kiểu gì nó cũng sẽ bị nhũn nhão. Và đối với cái thớt MD210 này, em đã phải tiến hành tháo ra vệ sinh sơ bộ và thay dây của loa mới ở trên cái phần cơ cassette. Đây là cận cảnh bộ cơ này. Em nhận thấy đầu từ bánh tì nó còn ngon đi ạ. Chúng ta sẽ nghe một đoạn bằng cassette. Vì cái cơ cassette là cơ cứng, khi chúng ta ấn nút play thì bất luận cái bộ dàn của chúng ta
nó đang chạy ở tính năng nào thì nó cũng bắt buộc tự động chuyển về phần băng cassette nha. Như vậy là anh em chúng ta đã hoàn thành tất cả những cái phân đoạn test chơi, test play trên cái sản phẩm này, bao gồm play bằng tape cassette, play đĩa MD và play đĩa CD. Bây giờ chúng ta đến với cái phân đoạn dài hơi hơn, đó là rec. Chúng ta sẽ thử ghi một đoạn vào đĩa MD và thử ghi một đoạn vào băng tape cassette từ cái nguồn AUX, tức là nguồn line in đầu bên ngoài. Chúng ta có thể cắm điện thoại hoặc cây máy tính. Các bác chờ em chút để em chuẩn bị điện thoại. Vâng, em đã chuẩn bị nguồn nhạc. Và bây giờ trước khi ghi một đoạn thử vào đĩa MD thì em cũng bỏ cái đĩa này ra. Đó. Sau đó là bây giờ em sẽ chuyển về phần DMD này. Nó đang báo là không có DMD bên trong ổ. Đúng rồi, em vừa mới bỏ ra. Và bây giờ em cho đĩa vào và hướng dẫn cái thao tác xóa DMD. Bác nào đang chuẩn bị mua cái bộ này hết sức chú ý. Nhìn vào đây, em sẽ hướng dẫn này. Để xóa DMD thì chúng ta ấn vào nút Edit ở đây, sau đó là xoay cái núm này. Khi nào nó hiện dòng chữ ALL IRACY thì chúng ta ấn nút Enter. Nó sẽ nháy là có xóa không. Ý nó hỏi có xóa không, chúng ta ấn Enter lần nữa. Nó hiện chữ Tốc Edit đang thay đổi. Vâng, nó đang xóa đĩa đấy ạ. Và nó báo Complete, đã hoàn thành việc xóa DMD. Báo có một cái đĩa trống, chúng ta để cho chắc cú, ấn nút Eject cho ra đĩa nha và cho vào trở lại. Thế thì bây giờ chúng ta đang có một cái đĩa MD trắng tinh và sẵn sàng cho những lần ghi tiếp theo. Một cái đĩa MD có thể xóa ghi hàng trăm lần. Đây là ưu thế tuyệt đối của đĩa MD. Bây giờ em sẽ chuyển về đường line AUX. Chúng ta sẽ ghi một đoạn từ đường line AUX điện thoại. Em xin phép cho volume nó nhỏ xuống nha. Để ghi đĩa vô cùng dễ. Các bác để ý này, ở đây chúng ta nhìn thấy có cái nút MD Rec. Chúng ta ấn vào đây, ấn vào nút MD Rec thì nó sẽ nháy như thế này. Khi nó nháy như thế này là chưa ghi đâu ạ. Chúng ta ấn vào nút play ở đây, bắt đầu. Bắt đầu ghi đấy ạ. Khi nó bắt đầu ghi thì nó sẽ hiện cái đồng hồ báo lùi cho chúng ta biết là còn ghi được bao nhiêu phút nữa. Trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành. Em sẽ ghi vào một đoạn vào khoảng một phút thôi nha. Đường về
trời là... Em đã ấn nút dừng ghi rồi đấy ạ. Chúng ta làm demo thôi, chứ không có quá nhiều thời gian, bởi vì video nó đã quá dài rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển về khoản DMD để kiểm tra cái đoạn vừa mới ghi coi sao. Vâng, chúng ta ghi được một đoạn ngắn với thời lượng là 56 giây. Và bây giờ ấn play để kiểm tra. Cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sâu bàn tay năm ngón màu xa diều anh trong tiếng thơ đưa tiên anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi 20 năm không khó để nhận thấy là chất lượng ghi vào đĩa là 1:1, tức là nguồn nhạc đưa vào như thế nào thì ghi ra y chang như vậy, không hề có sự suy hao. Chúng ta đã trải qua phân đoạn xóa và ghi thử đĩa MD, như vậy có thể kết luận là cái ổ đĩa MD này còn ngon đi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phân đoạn ghi tiếp theo, đó là ghi băng cassette. Và cũng để tỏ cái tấm lòng thơm thảo của một thằng chủ shop chuyên kinh doanh trong lĩnh vực băng cassette một nước và đĩa MD một nước, thì em cũng nghiến răng em tặng bác khách nào đó khi mà ôm cái bộ này, một cuốn băng của hãng Sony xịn sò đấy ạ. Bây giờ anh em chúng ta lại chuyển về đường Lainaux, chúng ta sẽ ghi thử một đoạn vào băng để ghi vào băng thì nó vô cùng đơn giản, cái thao tác này thì ai cũng biết, đó là ấn cả hai cái nút này xuống, cả play lẫn rec. Vâng, băng đã quay và chúng ta bắt đầu ghi. Mưa bay răng răng mây tím dệt bàn tay đang gió muôn phương, bàn tay đang gói mộng đưa tiên anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi ai chia ly tan tất cả ngàn đời. Rồi, chúng ta ghi một đoạn ngắn vậy thôi. Bây giờ em sẽ tua về này. Rồi. Anh sâu bàn tay đang gió muôn phương, bàn tay đang gói mộng đưa tiên anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi ai chia ly tan tất cả. Như em đánh giá thì chất lượng ghi vào băng là tương đối tốt. Các bác hẳn là nhận thấy tiếng ghi vào băng khá là trong nha. Tất nhiên là chúng ta không thể nào mà đòi hỏi ở một cái thiết bị như thế này mà lại có một cái khả năng ghi băng cassette một cách xuất sắc được. Nếu như muốn ghi băng cassette một cách xuất sắc thì các bác phải bỏ ra từ 3 cho đến 6 triệu để mua những cái đầu tép rời về mặt triển nha. Còn cái thiết bị của chúng ta nó dưới 1 triệu mà nó có đủ cái khả năng vừa chơi băng cassette, vừa ghi băng cassette, vừa chơi DMD, vừa ghi DMD được như thế này trong tầm giá này, còn mong muốn cái gì nữa.
chất âm của loa là tốt. Nếu như là một bác nào đấy tinh ý ấy, sẽ thấy cái âm trầm thể hiện trên cái cặp loa toàn dài này khá là tròn trịa và ngọt. Và như vậy là anh em chúng ta cũng đã trải qua tất cả những phân đoạn test dài thường thượt. Em nghĩ là từ cổ chí kim, từ xưa đến nay, chưa có bất cứ thằng bán audio nào ở trên cái nơi chốn YouTube này làm được một cái video tường tận, chi tiết trên cái bộ Alpha MD210 như em làm đâu ạ. Kể cả những cái hãng Alpha ăn vạ này, nếu như chúng nó mà xem được cái video em làm trên kênh, có lẽ là chúng nó cũng phải xúc động tốn đến một cân khăn giấy để chấm nước mắt. Bởi vì chính bản thân chúng nó cũng chưa bao giờ làm nổi được một cái video như thế này. Về hình thức, mặt trước của bộ này là tương đối ổn, tất cả zin chất bãi, nguyên đai cam, chưa sử dụng tại Việt Nam. Chày vi chóc vẩy là có, nhưng hoàn toàn không bể vỡ. Chúng ta sẽ xoay phía sau. Đây là phía sau. Hàng bãi về thì bị cắt dây loa. Em có nối thêm một đoạn ngắn vào đây nha. Đại loại là đủ dây để đấu vào cục giạc. Đây là đường lay Inaux, chúng ta đã test rồi. Và đây cũng là chính là cái ngõ mà em bắt buộc phải bao chạy tốt trên sản phẩm này. Em xin nhắc lại, có hai tính năng em bắt buộc phải bao chạy tốt, đó là đường lay Inaux và radio FM 108. Đây là ngõ để dẫn ra loa xúc điện. Và chúng ta sẽ đọc qua cái thông số của thước dàn. Đây là bốn cái kẹp đấu dây loa, ai nhịp biết mà. Alpha LCX MD210 MDCD Stereo System, điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 31W, Made in Japan. Như vậy là cái thước dàn được sản xuất tại Nhật. Số series có đuôi là 0381 hay là 91 gì đó. Thực sự em nhìn không rõ lắm. Đây là phía sau của cặp loa. Loa thì vỏ nhựa, do vậy là yên tâm, nó không sợ nó bị nở như kiểu loa vỏ gỗ. Và đây là thông số của loa. Alpha SX MD210 trở kháng 4 ohm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha Tokyo Nhật Bản, Made in China. Công ty trụ sở đặt tại Nhật Bản thì đúng rồi, nhưng mà cặp loa thì nó được sản xuất tại nhà máy của Alpha đặt tại Trung Quốc. Chày vi chóc vẩy là có, còn hoàn toàn là không có bể vỡ. Như vậy là chúng ta có thể kết luận như sau: thớt dàn được sản xuất tại Nhật, cặp loa được sản xuất tại Trung Quốc. Như các bác đã thấy, có khá nhiều những cái con đài cỏ, đài cassette cỏ khi các bác đi lùng mua ở trên cái nơi chốn YouTube này, nó cũng có giá từ 7 cho đến 900 ngàn. Tóm lại, nó vẫn là một cái đài, trong khi chúng ta đang có một cái bộ mini Alpha với đa dạng tính năng. Chất âm thì chắc chắn là bóp chết những cái con đài mà trong cái tầm giá từ 7 đến 900 ngàn. Và em cho rằng đây là một cái thứ hết sức là đáng chơi, kể cả như từ về chất âm cho đến tính năng. Sản phẩm mà em bán ra sẽ bao gồm bộ dàn của chúng ta, cái R1. Cái này rất quan trọng đi ạ, không có nó mỏi đấy. R1 tặng một cái băng để luôn ở trong này nha, tặng một cái đĩa để luôn ở trong này.
Thực sự đây là một cái kèo rất thơm dành cho những bác yêu thể loại băng cassette cũng như là ưa thích cái sự vọc phá DMD. Cho dù tất cả những cái tính năng này em chỉ test demo không bao chạy. Dù chạy tốt em bảo là hỏng rồi. Em xin nhắc lại lần thứ 3. Em chỉ bao radio và đường Linux tốt. Những tính năng còn lại em bảo nó hỏng hết rồi, để tránh những khiếu nại không đáng có. Phần trình bày của em đến đây xin phép được dừng. Và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu bộ này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.